Non Hoa Lan mang số danh 30 Phạm Thị Vân với phần thuyết trình giới thiệu về Đông Triều và khu di tích lịch sử chùa Quỳnh Lâm. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi của chúng ta thành công rực rỡ. Sau đây tôi xin phép được bắt đầu phần thi của mình. Kính thưa quý vị, kính thưa ban giám khảo, Đông Triều vùng đất địa linh nhân kiệt với vị trí đô thị ở cửa ngõ phía tây tỉnh Quảng Ninh, có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, kết nối tỉnh Quảng Ninh với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đông Triều có diện tích gần 397 km2 với 21 đơn vị hành chính gồm 15 xã, 6 phường. Dân số có trên 18 vạn người với 15 dân tộc anh em. Đông Triều là vùng đất giàu trầm tích, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. Những tên đất, tên làng, tên núi, tên sông đã đi vào trang sử hào hùng vẻ vang của quê hương Đông Triều. Đây là vùng đất gắn bó mật thiết với lịch sử văn hóa nhà Trần, là một trong những vương triều nổi tiếng với những chiến công hiển hách trong lịch sử Đại Việt thế kỷ 13-14. Không chỉ là quê gốc của nhà Trần, Đông Triều còn là trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu đặc sắc, nơi của những di tích, đền chùa, lăng tẩm huyền bí, phản ánh một thời kỳ vàng son trong lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Tiêu biểu chúng ta có thể kể đến như chùa Am Họa Vân, thánh địa của thiền phái Trúc Lâm, nơi tu hành hóa Phật của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay Đền Sinh, nơi thờ bát vị Hoàng đế Triều Trần và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thái Miếu hay còn gọi là Tổ Miếu, nơi thờ Tổ tiên và Hoàng tộc nhà Trần. Chùa Quỳnh Lâm thì được coi là trường đại học Phật giáo đầu tiên ở nước ta. Là một trong những địa phương có số lượng di tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, hiện nay trên địa bàn thị xã Đông Triều có 120 di tích lịch sử cách mạng và danh thắng. Trong đó, 24 di tích đã được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, đó là khu di tích lịch sử nhà Trần, 6 di tích quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh, 96 di tích đã được phân loại. Kính thưa quý vị, Đông Triều còn được biết đến là một trong những địa phương có sự là một trong những địa phương giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 2 năm 1930, là nơi ra đời của nơi sinh ra của bà Lê Chân, một nữ tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, là người có công khai phá ra vùng đất An Dương, sau này phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay. Đông Triều, nơi ra đời của đệ tứ chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều là một trong 7 chiến khu oai hùng trong cả nước thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Đông Triều cùng với 8 xã phường đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và 197 bà mẹ đã được phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Kính thưa quý vị, cách đây 178 năm, tại núi Yên Lãng, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, vua Minh Mạng đã ban chỉ dụ khai thác than đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp khai thác than tại Việt Nam gắn với giai cấp công nhân vùng mỏ và truyền thống kỷ luật đồng tâm. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, thì Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đã tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Đến năm 2015, Đông Triều đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc, là huyện thứ tư trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Đông Triều và 6 phường thuộc thị xã Đông Triều. Là một trong những địa phương có rất nhiều tiềm năng thế mạnh về du lịch với 4 tuyến 15 điểm du lịch, do vậy, thị xã Đông Triều xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội với 3 mũi nhọn chính là du lịch làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái đồng quê trải nghiệm và đặc biệt là du lịch tâm linh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với hội thi, tôi xin được giới thiệu với quý vị
một trong những điểm du lịch tâm linh thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều, đó là chùa Quỳnh Lâm. Tôi hy vọng đây sẽ là một điểm đến hấp dẫn của quý vị trong cuộc hành trình khám phá tìm hiểu về vùng đất con người Đông Triều. Thưa quý vị, chùa Quỳnh Lâm là một ngôi chùa nằm ở giữa hai thôn Yên Sinh và Hà Lôi, xã Tràng An, thị xã Đông Triều. Với diện tích 8,55 hectare, chùa được xây dựng ở sườn Tây Nam của một quả đồi thấp thuộc dãy núi Yên Tử, mà xưa còn gọi là núi Tiên Du. Trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại và phát triển hàng nghìn năm của mình, chùa Quỳnh Lâm luôn đóng vai trò là một trung tâm Phật giáo lớn, là một thắng cảnh nổi tiếng xứ Đông. Bởi vậy, ca dao đã có câu, nức tiếng Quỳnh Lâm cõi xứ Đông, ai qua hãy đứng lại mà trông, tháp cao chín bậc màu mây ám, chùa giống trăm gian gác ngựa hồng, trước điện thông reo cùng trúc hóa, trong am khánh đá với chuông đồng. Chùa Quỳnh Lâm được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 12 dưới triều của vua Lý Thần Tông. Người có công lớn nhất trong việc tạo dựng chùa là thiền sư Nguyễn Minh Không, là một trong những vị quốc sư của thời Lý. Ông đã cho xây chùa và đúc một pho tượng Phật Di Lặc rất lớn bằng đồng đen, cao 6 trượng 60 thước và đã trở thành một trong An Nam tứ đại khí, tức là bốn vật lớn nhất của nước An Nam. Đến thời Trần, vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm là Pháp Loa. Vào năm 1316, ông đã cho thành lập Quỳnh Lâm Viện. Đây được coi là trường đại học Phật giáo đầu tiên ở nước ta, đồng thời cũng là một trung tâm tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn của Đại Việt đầu thế kỷ thứ 14. Trong công cuộc xây dựng và mở rộng Quỳnh Lâm, Tư đồ Văn Huệ Vương, tức Trần Quang Triều, cháu nội của Trần Hưng Đạo, cùng với các vương hầu quý tộc nhà Trần, đã cúng hơn 1.000 gia nô cùng hơn 1.000 mẫu ruộng và chùa để làm của Tam Bảo. Do vậy, chùa Quỳnh Lâm đã có đất Tam Bảo rộng khắp nơi. Bởi vậy mà người ta đã có câu, sân chùa Muống, ruộng chùa Quỳnh. Đặc biệt là Trần Quang Triều còn cho tổ chức bích đồng thi xã để các nhà thơ thường xuyên lui tới hội họp, sáng tác và bình thơ. Bích động thi xã đã trở thành hội thơ sớm nhất của nền thi ca phong kiến Việt Nam. Nhiều người còn đánh giá bích động thi xã là tiền thân của hội nhà văn Việt Nam. Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử, chùa Quỳnh Lâm đã nhiều lần bị phá hủy rồi lại được tu sửa tôn tạo. Nhưng đến năm 1947, thực dân Pháp đã ném bom phá hủy đi hoàn toàn ngôi chùa. Chùa chỉ còn lại là những phế tích. Trước những giá trị to lớn về lịch sử của chùa Quỳnh Lâm, thì thị xã Đông Triều vào năm 1997 đã huy động các nguồn lực để trùng tu tôn tạo lại chùa. Chùa đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Kính thưa quý vị, nếu quý vị đến với Đông Triều, đến với chùa Quỳnh Lâm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch hàng năm, quý vị sẽ được tham gia vào lễ hội chùa Quỳnh Lâm. Đây là một lễ hội được tổ chức rất long trọng, như một nét văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Và đây cũng là một cách tốt nhất để lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có, những giá trị tốt đẹp của chùa Quỳnh Lâm đến với người dân Đông Triều và du khách thập phương. Kính thưa quý vị, để khôi phục lại diện mạo của chùa Quỳnh Lâm xứng tầm với lịch sử, thì vào ngày 9 tháng 4 năm 2016, các cấp, các ngành, chính quyền, nhân dân và Phật tử thập phương đã chung tay khởi công xây dựng tôn tạo lại chùa Quỳnh Lâm với tổng mức đầu tư trên 163 tỷ đồng. Với diện mạo mới của Quỳnh Lâm hẳn sẽ ứng với lời của tiền nhân: gian nan rồi lại hanh thông, cạn kiệt rồi lại khôi phục. Chùa Quỳnh Lâm sẽ sớm trở lại với vị thế là một trung tâm Phật giáo, là một ngôi chùa lớn nổi tiếng, đệ nhất danh lam cổ tích Quỳnh Lâm tự như đã từng hiện hữu trong lịch sử. Kính thưa quý vị, chúng ta là những người con của Đông Triều, chúng ta luôn tự hào về truyền thống, lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương mình. Do vậy, chúng ta cần phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị vốn có của chùa Quỳnh Lâm cũng như các di tích khác của Đông Triều cho hôm nay và cho con cháu mai sau, để vùng đất Đông Triều ngày một vươn cao. Đồng thời, chúng ta cần phải tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, để vùng đất
Đông Triều, anh hùng địa linh nhân kiệt, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ cùng với đất nước trong thời kỳ hội nhập và trở thành một đô thị phát triển năng động ở cửa ngõ phía Tây tỉnh Quảng Ninh. Dạ, tôi xin hết phần thi của mình ạ. Thí sinh Phạm Thị Vân đến từ trường Mầm non Hoa Lan đã hoàn thành phần dự thi thuyết trình. Bây giờ thì xin mời thí sinh Phạm Thị Vân sẽ bốc thăm câu hỏi. Câu hỏi của thí sinh Phạm Thị Vân là câu hỏi số 9. Bạn sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương? Theo bạn, cần những giải pháp gì để phát triển du lịch của địa phương? Xin được nhắc lại câu hỏi. Bạn sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương? Theo bạn, cần những giải pháp gì để phát triển du lịch của địa phương? Trước hết, tôi xin cảm ơn câu hỏi của ban tổ chức. Sau đây, tôi xin phép trả lời câu hỏi của mình. Kính thưa quý vị, kính thưa ban giám khảo, Đông Triều là một vùng đất địa linh nhân kiệt, ghi đậm nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa, cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Đây không chỉ là tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho các thế hệ trẻ, mà còn là một nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều. Do vậy, để góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, thì bản thân tôi với cương vị là một giáo viên, trước hết tôi sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương. Tôi sẽ truyền dạy lại cho các thế hệ học sinh, giúp các thế hệ trẻ thấm đậm tình yêu quê hương đất nước như lời của cha ông xưa đã dạy. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đồng thời tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá bằng nhiều hình thức khác nhau đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, để từ đó góp phần giới thiệu hình ảnh của quê hương Đông Triều đến với bạn bè Nam Châu. Kính thưa quý vị, xuất phát từ tiềm năng và thế mạnh của địa phương, thị xã Đông Triều đã xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, để góp phần phát triển du lịch của thị xã Đông Triều, theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh về du lịch Đông Triều, phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước. Thứ hai là tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ thuyết minh viên, tuyên truyền viên. Và thứ ba là tiếp tục huy động các nguồn lực, các nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, tu sửa, tôn tạo và khai thác thêm các điểm du lịch mới trên địa bàn. Tăng cường mở thêm các lớp học để duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, các hình thức nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát then, đồng thời cần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới độc đáo để thu hút du khách. Thứ tư là thực hiện xây dựng môi trường du lịch nhân văn, bền vững, tăng cường liên kết với các địa bàn du lịch trọng điểm trong tỉnh. Và thứ năm là chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự. Để du lịch Đông Triều ngày một phát triển, theo tôi cần thực hiện tốt đồng bộ các giải pháp. Kính thưa quý vị, đến với hội thi, người giới thiệu hay nhất về Đông Triều lần thứ nhất năm 2018, tôi mong muốn được truyền tải để mọi người thêm hiểu, thêm biết về vùng đất con người Đông Triều. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng thị xã Đông Triều ngày một vững mạnh, giàu đẹp và phồn vinh. Tôi xin hết. Xin được chúc mừng phần dự thi.